Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Thì chiếc này có đoàn xe 16 chỗ tới viếng mộ của cậu nè cô chú anh chị. Đi rước kiều bà không cô? Ở Bình Dương. Bữa nay. Ngày trưa nắng bà con tới hấp nhanh cho cậu quá trời đông luôn cô chú anh chị. Che điện thoại lại, che điện thoại lại. Coi chừng nổ bị hồi hải ơi. Bữa nay chùa đông không cô? Chùa đông lắm, dòng lắm. Mình ở thành phố mà quận mấy á các cô? Cần Vuột, Cần Đước. Đúng rồi, Cần Vuột. Con ở Long An nè. Dạ hả? Long An. Con Tiền Giang. Thật mà. Khu Cần Vuột, Cần Đước là khúc trên. Em qua Cần Vuột, Cần Đước em mới tới nhà em. Thôi bây giờ mình làm đây mình quay mấy cô nè. Mấy cô đi tham quan rồi. Thắp nhang cho cậu rồi mấy cô tham quan vòng vòng mà. Dạ ảnh về quê là ảnh qua ảnh quay kia nghệ sĩ Kim Tử Long mời cô, chắc vài bữa nữa ảnh cũng về đây. Dạ An Giang, chắc vài bữa nữa ảnh quay bên đó xong ảnh cũng qua bên đây rồi cô. Dạ. Trời ơi, cuộc đời ngày nào cũng coi nhau. Coi. Nắng quá trời nắng. Không may được vậy luôn hả cô? Mỗi ngày có người lo lắng. Dạ. Đâu có ai vậy đâu. Người ta cũng có đức dữ lắm. Dạ, con thấy con mình cậu mà đứa mới được vậy. Mấy cô và mấy cô đi qua chủ hành trang. Yeah.
Đâu có sân trang này nữa. Dạ dưới khúc ca con. Dưới khúc ca. Dạ phải ở trong đây nhưng mà nằm dưới khúc ca. Dạ. Nhiều khu. Không biết đường là đi không không có tới nó đi lạc lum á. Những cái gơ vợ ổng chắc còn còn có cái khu là xe chạy thấy xe chạy vòng vòng. Dạ. Khu đặc biệt đó. Khu nhà giàu. Ở đây là nhà giàu hơi hơi phải không? Còn kia là nhà giàu dữ dữ hả? Dữ dữ đại gia. Dữ dữ đại gia. Bảo quả mà để tới 50 tỷ luôn. Dạ, ở như mộ của cô Tiết có cá coi nữa. Có nuôi cá coi đậu dưới nữa. Ừ. Có cái phòng của cô. Có cái phòng với nuôi cá coi. Chết giờ mà cũng ở biệt thự rồi quá trời. Dạ. Ông Thanh Sang mà dám nói không kịp tự lòng. Ông Thanh Sang sao ông chết nhỏ không hả ta? Chết trẻ hả? Còn trẻ hả? Dạ con không biết nữa. Cũng mới đây mà cô. Nói đây hả? À, xe của mấy cô ở đây hả? Dạ, vẫn chào mấy cô nha mấy cô. Chào lại gia đình của mình nha. Đi tới nơi về tới chốn. Năm mới phát tài phát lộc nha mấy cô. Rồi, ông chào cô. Dạ. Dạ, Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog. Cũng như bà cô chú có xem kênh của Bùi Hải, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, một lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh gửi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Và một lần nữa Bùi Hải xin chào và hẹn gặp lại cô chú ạ.